Xin chào các thính giả. Đây là video nằm trong chuỗi video tâm sự về chuyện nghề, chuyện tài chính của kênh. Nếu anh chị và các bạn có tâm sự hay thắc mắc nào về câu chuyện nghề nghiệp hay các vấn đề tài chính cá nhân, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi trong đường link dưới phần mô tả. Và tôi là Thu Uyên, người sẽ đồng hành cùng anh chị trong video ngày hôm nay. Câu nói, kẻ trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, có lẽ sẽ không đúng trong trường hợp quản lý tài sản của nhiều người, khi họ vô tình quen với hoàn cảnh sẵn có và không có ý thức xem xét, tối ưu lại tài sản của mình, khiến cho người thì làm mãi không khá lên, có người xây dựng được tài sản rồi thì lại mất. Hôm nay, mời anh chị và các bạn cùng nghe câu chuyện của ba nhân vật mãi trả giàu để cùng nhìn nhận lại các vấn đề nổi bật trên báo cáo tài chính của một cá nhân. Đầu tiên là anh Mãi. Anh Mãi năm nay 29 tuổi, độc thân, ở nhà thuê Hà Nội một mình. Tài sản ròng tính bằng tổng tài sản của anh có, trừ đi tất cả các khoản nợ, sau 7 năm đi làm, tính đến nay là 300 triệu đồng. Tổng tài sản của anh có đến hiện tại là 350 triệu, vốn tự có của anh là 300 triệu đến từ tiết kiệm, còn 50 triệu là anh đi vay, và khoản nợ vay này đến từ việc vay nợ trả góp chiếc xe SH mà anh mới mua đầu năm. Nhìn trên bảng tài sản của anh, chúng ta nhận thấy anh có đến 186 triệu đồng là tài sản tiêu dùng, trong đó phải kể đến là xe SH 90 triệu. Anh còn là tín đồ của nhà táo với bộ điện thoại, tai nghe, đồng hồ, MacBook, máy tính bảng lên tới 86 triệu đồng và các đồ dùng cá nhân khác là 10 triệu đồng. Tài sản đầu tư của anh Mãi hiện nay chỉ là 100 triệu đồng dùng để lướt sóng cổ phiếu. Từ câu chuyện của anh Mãi, ta có thể thấy tài sản tiêu dùng của anh chiếm đến hơn 50% trên tổng tài sản, tức hơn một nửa tài sản anh có là tiêu sản. Thứ không những không đem lại lợi nhuận cho anh mà còn khiến anh mất chi phí khi sử dụng, từ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa đến chi phí khấu hao. Cứ tiếp tục sở hữu nhiều tiêu sản hơn là đầu tư vào tài sản sinh lời, anh Mãi có thể sẽ mãi luẩn quẩn trong vòng tài chính rat race, đi làm kiếm tiền, chi tiêu, trả nợ, rồi lại kiếm tiền. Bài học đầu tiên chúng ta học được từ anh Mãi đó là hãy liên tục rà soát lại bảng cân đối tài sản để tối ưu tài sản và tiêu sản. Câu chuyện số 2 là của cô Trả. Cô Trả năm nay đã gần về hưu. Cả đời cô làm công chức nhà nước và cũng chăm chỉ buôn bán nhỏ bên ngoài nên tích cóp được 600 triệu đồng. Đang chưa biết làm gì với số tiền tích cóp được thì bỗng có thằng cháu hàng xóm từ Hà Nội về giới thiệu cho cô đầu tư vào một đồng tiền mà có con chó nom như cậu vàng Việt Nam mà lại có tên Nhật Bản là Shiba Inu Inum gì đó. Thằng cháu khoe sau một đêm nhân 10 tài khoản. Cô thích quá, vội vội vàng vàng nhờ thằng cháu mở tài khoản để mua. Ai ngờ sau một đêm, tài khoản của cô mất 1/3. Cô ngẩn ngơ thất thần, khóc không ra tiếng. Đó là tiền cô định làm đám cưới cho con, rồi cả tiền dưỡng già của cô. Xét vào hoàn cảnh của cô Trả, cô đã bước vào giai đoạn gần nghỉ hưu. Với số tiền làm lụng vất vả cả đời, cô cần tính toán và phân bổ tài sản hợp lý, phù hợp với mức độ chịu đựng rủi ro và mục tiêu của cô. Cô cần tìm hiểu để phân bổ tài sản vào các lớp tài sản có mức độ rủi ro khác nhau và ưu tiên vào các kênh tài sản an toàn hơn như là tiền gửi, chứng chỉ quỹ, trái phiếu, cổ phiếu. Trong trường hợp này, cô đã phân bổ toàn bộ tài sản của mình vào kênh tài sản đầu tư mạo hiểm bậc nhất, không phù hợp với điều kiện kinh tế và mục tiêu tài chính của cô. Vậy bài học số 2 chúng ta rút ra được từ cô Trả đó là hãy phân bổ tài sản đầu tư hợp lý dựa vào hoàn cảnh tài chính và kỳ vọng lợi nhuận. Câu chuyện thứ 3 đến từ chú giàu. Chú năm nay 42 tuổi, năm rồi chú mới lấy được vợ. Chú vui mừng nên tậu nhà rồi mua xe mới. Chú phải vay thêm 300 triệu đồng từ ngân hàng với lãi suất là 13,5% một năm. Trong khi chú có một khoản cho em họ vay là 150 triệu đồng không tính lãi và 200 triệu đồng mua chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng V với lãi suất là 8% một năm. Tính ra thì tổng tài sản mà chú sở hữu là 350 triệu đồng chỉ sinh lời khoảng 4,6% một năm, trong khi chú phải đi vay 300 triệu đồng với mức lãi suất là 13,5% một năm.
Tuy nhiên, chú không hề để ý đến điều đó vì chú đang vô cùng hạnh phúc với tổ ấm sau 42 năm lẻ bóng của mình. Dễ thấy, tài sản bao gồm nợ cần thu và chứng chỉ tiền gửi của chú cho mức sinh lợi kém hơn hẳn so với lãi của khoản chú phải đi vay. Vì vậy, chú giàu cần phải cơ cấu lại tài sản của mình để tối ưu hóa, tránh áp lực trả nợ không đáng có. Bài học thứ 3 chúng ta học được từ chú giàu đó là hãy sử dụng nguồn vốn và xử lý nợ hiệu quả. Đó, bạn xem, cứ mắc lỗi như ba nhân vật trên thì bảo sao mãi chả giàu. Với ba câu chuyện trên, tôi nghĩ rằng không phải là câu chuyện chúng ta hiếm gặp ngoài đời. Chúng cho thấy tầm quan trọng của việc nhận thức được điểm xuất phát, hay nói cách khác là thực tế tài chính của bản thân mình, để từ đó cải thiện nó. Để hiểu về tình hình tài chính của bản thân, bạn cần nắm được: thứ nhất là hiểu về tình hình tài sản, nợ, tài sản ròng của bản thân, bao gồm các tài sản mà bạn đang sở hữu, mục tiêu cho chúng là để tiêu dùng hay đầu tư, tỷ suất sinh lời của các tài sản mà bạn đang đầu tư là bao nhiêu, và các khoản nợ, đồng vốn của bạn bỏ ra để sở hữu những tài sản đó như thế nào. Từ đây, bạn sẽ thấy sự hợp lý hay không hợp lý khi sử dụng nguồn vốn của mình, chẳng hạn như vay ngắn lãi suất cao để cho đầu tư dài hạn. Thứ hai là hiểu về kết quả lợi nhuận. Bản thân mỗi chúng ta hoạt động như một doanh nghiệp, mà trong đó ta kiêm nhiều chức vụ như từ tổng giám đốc đến kế toán. Bạn có muốn biết doanh nghiệp bản thân mình vận hành mỗi năm lãi lỗ ra sao không? Nếu có thì bạn chắc chắn cần phải nắm được bảng thu chi cá nhân của mình, đến từ các nguồn thu nhập bạn có, đến tất cả các chi phí để vận hành doanh nghiệp của bản thân mình. Thứ ba, đó là bạn cần hiểu về dòng tiền. Dòng tiền chính là mạch máu nuôi doanh nghiệp của bạn. Dòng tiền sẽ phản ánh thực tế về thu chi của bạn, không tính đến các khoản lợi nhuận do tăng giá hay khấu hao tài sản. Từ đây, bạn sẽ kiểm soát được thu của mình có đủ chi hay không, dòng tiền thặng dư của mình mỗi năm là bao nhiêu, và mình đang chi cho hạng mục nào là nhiều nhất. Bình pháp Tôn Tử đã có câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, để cho thấy góp phần vào chiến thắng trên các lĩnh vực thì có đến 50% thành công đến từ sự hiểu mình. Vậy nên, nếu bạn muốn chiến thắng trên chiến trường tài chính, thì việc đầu tiên hãy hiểu về tình hình tài chính của bản thân mình.